Trận đấu diễn ra trên sân Thống Nhất chiều 10 tháng 8 giữa đội tuyển bóng đá nữ thành phố Hồ Chí Minh vừa vô địch quốc gia lần thứ 6 liên tiếp với đội bóng đá nam cán bộ công chức thành phố Hồ Chí Minh. Đội bóng nam gồm những cầu thủ như phó giáo sư tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, thành ủy viên, đại biểu Quốc hội, trợ lý bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, thiếu tướng Mai Hoàng, thành ủy viên, phó giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh, Dương Hồng Thắng, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, tiến sĩ Võ Văn Thận, phó hiệu trưởng Đại học Sài Gòn, Nguyễn Hồng Văn, phó tổng giám đốc công ty đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh. Tuy kiểm soát bóng nhiều hơn, có những lúc đá trên nửa phần sân đối phương và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, trong đó có hai lần bóng bật xả ngang, nhưng đội nữ thành phố Hồ Chí Minh luôn bị dẫn trước không đến một rồi một đến hai. Đáng tiếc, những phút cuối trận đội nữ thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục bỏ lỡ hai cơ hội chuyển thành bàn thắng để trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2. Sau khi thi đấu trọn hiệp 1, ông Trần Hoàng Ngân, đội trưởng đội cán bộ công chức thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ: "Chúng tôi rất vui khi lần đầu tiên thi đấu với đội nữ thành phố Hồ Chí Minh đã 13 lần vô địch quốc gia, trong đó có 6 lần liên tiếp từ năm 2019 đến 2024. Đây là đội bóng đem lại niềm tự hào cho thể thao thành phố Hồ Chí Minh, cho bóng đá thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 20 năm trước, bóng đá nam thành phố Hồ Chí Minh phát triển rất mạnh, nhưng sau đó bóng đá nam không có cơ hội vươn lên nhóm đầu. Ngược lại, bóng đá nữ phát triển thầm lặng hơn, nhưng lại đạt thành tích vượt trội hơn nam nữ tham gia bóng đá đã là hy sinh khi họ tập luyện và thi đấu trong môi trường ít được quan tâm, điều kiện vô cùng khó khăn. Thế nhưng các cô gái đến với bóng đá đã vượt qua chính mình vì thương hiệu thành phố Hồ Chí Minh, nên đây là nỗ lực rất đáng được trân trọng. Chúng tôi tổ chức trận đấu này và gửi đến các tuyển thủ nữ thành phố Hồ Chí Minh những bó hoa hồng tượng trưng cho phái đẹp. Và đây cũng là tình cảm phái nam dành cho phái đẹp, các cô gái đã cống hiến hết mình vì bóng đá thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng hy vọng ý nghĩa của trận đấu hôm nay sẽ lan tỏa đến mọi tầng lớp người dân cùng chung tay quan tâm và hỗ trợ nhiều hơn nữa cho bóng đá nữ thành phố Hồ Chí Minh. Dịp này, đội bóng cán bộ, công chức thành phố Hồ Chí Minh đã có phần quà là 50 triệu đồng cùng những phần quà của Sài Gòn Co-op gửi đến tất cả thành viên đội bóng đá nữ thành phố Hồ Chí Minh. Vào tháng 10 tới, đội bóng đá nữ thành phố Hồ Chí Minh sẽ đại diện Việt Nam thi đấu vòng chung kết giải các câu lạc bộ vô địch quốc gia châu Á, Champions League nữ, do Liên đoàn bóng đá châu Á lần đầu tiên tổ chức và thành phố Hồ Chí Minh. Sân Thống Nhất đã được chọn là một trong ba địa điểm tổ chức các trận thi đấu ở vòng bảng của vòng chung kết. Đây, giải đấu xong chúng ta sẽ tiến hành đua thuyền của hai đội. Đi chứng minh mình vô địch quốc gia. Là bóng nữ toàn xinh gái không ạ? Đẹp mà, đúng không? Thầy đập tay của mình thầy. Hãy nhấn nút đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào.